Đây có Mitsubishi trong thùng luôn bà con, của Nhật luôn, Made in Japan luôn nè. Đây Made in Japan luôn nha, 181 nha con. Mới trong thùng đẹp thiệt. Đây là cút thẳng nè bà con, 181. Khá là đẹp. 6 ngựa 3 luôn. Đây cút xéo nè con. Đây là cút xéo. Để lấy xuống mẫu cho bà con cái nha. Ê, chưa vô máy điện nó làm chi vậy? Chưa vô máy long điện nó làm chi vậy? Điện nó giao gọi tính là 7 giờ tối giao kìa. Có đâu có điện bảy giờ. Điện ông mới điện hỏi là. Đây. 181. Nhật luôn nghe bà con, Made in Japan luôn nè. Hàng mới về nè. Rất là đẹp bà con ơi. Máy xài chất lượng. Máy xăng là nên xài máy mới trong thùng nghe bà con. Tại máy xăng để lâu ngày cái hệ thống điện với hệ thống pin với hệ thống xăng con nó mục hết rồi, mình phải xài máy xăng mới nó xài rất ok. Cái này bảo hành cho bà con 1 năm luôn nha. Made in Japan đồng hoàng, nhập khẩu nguyên con từ Nhật. Cút xéo cút thẳng đầy đủ, khá đẹp bà con ơi. Bà con xài con này biết chừng nào hư. Cái hoàng mới này về mình chỉ cần chăm xăng là chạy thôi, còn mấy nghĩa địa hên xui đó bà con, nhiều khi về bị chết pin chết đồ xăng con bị mục nữa, để lâu quá xăng đóng mục xăng rồi chạy nó không được ngọt. Này về là chạy ok luôn, có bảo hành nè bà con, rất là đẹp bà con, khá đẹp. Đây là cút thả cút xéo nha. Đây mẫu cút thẳng cho bà con coi luôn nha. Xéo. Xéo là nằm đây. Đây cút thẳng. Đây mẫu cút thẳng này. Quá đẹp. Này bà con mua mà chạy cả đời luôn à. Cái nghĩa địa nhiều khi về xúc mình xăng con bị mục hức nứt dây điện đồ, dây xăng đồ lâu ngạ bị mục, còn đồ mới là về là xài thôi, bảo hành bà con 1 năm luôn. Quá đẹp bà con ơi, khá đẹp. Ừ. Đây là dòng Mitsubishi con nhập khẩu nguyên con từ Nhật luôn nha. Nhập khẩu nguyên con từ Nhật luôn. Made in Japan luôn nè. Cút xéo cút thẳng đầy đủ. Rất đẹp. Tốc máy đồ. Rất là đẹp luôn rồi con. Check. Đây có đóng mà đóng chữ nổi luôn rồi con. GB 181 Made in Japan luôn nè. Đây được nhập khẩu trực tiếp nguyên thùng từ Nhật về luôn rồi con. Cái xăng máy mới xài rất là ngon mà con ơi, khỏi về về chăm xăng là chạy, rồi bảo hành 1 năm luôn, khỏi xúc rửa bình xăng, khỏi sở dọc đường nữa, mới mà. Đây Made in Japan Mitsubishi luôn, xéo thẳng đầy đủ nha bà con, cút xéo cút thẳng. Đây cút thẳng quá đẹp luôn. Bà con nào gia đình xài đi chợ búa hàng ngày, đi tôm cá hàng ngày biết nào đời hay nào hư. Khỏe nữa, chị em phụ nữ giật nhẹ nhàng luôn. Rất đẹp. Tất cả đều có đóng Made in Japan nha bà con.
đây tất cả đều phải có đóng mắt in xe băng hết, mắt in xe băng rất là đẹp, đúng là máy mới của Nhật. Đây cái thùng của nó đây, xéo thẳng hai con. Hỏi anh nào dặn em mà em chưa có cốt xéo, giờ cốt xéo về nè. Này là giao hàng toàn quốc nhưng tiền ship, tiền vận chuyển là bà con chịu nha. Con ở đâu cũng vận chuyển hết. Nhưng mà tiền ship hay tiền vận chuyển bên bưu điện hay bên công ty vận chuyển nó lấy, anh chỉ lấy tiền máy thôi. Em nào có nhu cầu alo nha, 0945450204 nha, 0088635747. Giao hàng toàn quốc nha anh em, nhưng tiền ship tiền vận chuyển là anh em chịu, giá cả thì anh em nào có nhu cầu mua thì điện. Đây hai mẫu xéo thẳng chụp hình cho anh em coi nha. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em.